Chào các em, hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi thảo luận số 1, trang 70 trong sách giáo khoa sinh học 7. Đề bài: quan sát hình 20.6, đối chiếu với mẫu vật về cấu tạo trong của mực, nhận biết các bộ phận và ghi số vào các ô trống sao cho tương ứng với các vị trí trên hình vẽ. Hình 20.6 là ảnh chụp cấu tạo trong của mực. Để trả lời câu hỏi này, các em hãy nhớ lại bài 20 thực hành quan sát một số thân mềm cho sách giáo khoa sinh học 7, trang 68. Chúng ta cùng đi vào lời giải chi tiết. Chú thích hình 20.6. Số 1 là áo. Số 2 là mang. Số 3 là khuy cài áo. Số 4 là tua dài. Số 5 là miệng. Số 6 là tua ngắn. Số 7 là phễu phụt nước. Số 8 là hậu môn. Và số 9 là tuyến sinh dục. Như vậy, hôm nay cô và các em đã cùng nhau trả lời xong câu hỏi thảo luận số 1, trang 70 trong sách giáo khoa sinh học 7.